rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Nhân ơi, em thấy là anh đang chuẩn bị hoa thiên lý. Mà nhìn hoa thiên lý như vậy nè, em lại nhớ nhà nhỏ bạn em dưới quê có nguyên một dàn hoa thiên lý trước nhà, xanh mát mà hương thơm thì ngào ngạt luôn. Đồng Hương biết không, thường ở dưới quê á, thì người ta hay trồng một dàn thiên lý lúc trước trước nhà để cho mát ở nhà đó. Mà anh Nhân ơi, sẵn tiện cho Ngọc Hương hỏi, có phải là ẩm thực Việt Nam của mình á thì các loài hoa đóng một vai trò khá là quan trọng đúng không anh? Đúng rồi đó, tại vì em biết sao, Việt Nam mình là nước khí hậu nhiệt đới cho nên có rất là nhiều cây trái hoa phong phú và đa dạng nè, cho nên làm cho những người đầu bếp như anh nảy ra một số ý tưởng tạo ra một số món ăn mới. Món ăn mới mà có hoa thiên lý, không biết là món ăn trong ngày hôm nay mà chúng ta thực hiện trong tích tắc là món ăn gì ha anh? Đó là món hoa thiên lý anh sẽ trộn chung với mực xé, cho nên nó có tên là hoa thiên lý trộn mực xé. Nguyên liệu để thực hiện món hoa thiên lý trộn mực xé gồm có hoa thiên lý 300g, mực xé nhỏ 100g, húng lủi, hạt điều rang giã nhỏ, ớt băm, hành băm, tỏi băm, hành phi, các gia vị thông thường và giấm gạo Lisa. Anh Nhân ơi, nhìn hoa thiên lý anh chọn á, xanh mát luôn, nhưng mà em không biết là cái cách mình chọn hoa thiên lý như thế nào để ngon ha anh? Rồi, để anh chỉ em nè. Em chọn hoa búp còn tươi như vậy nè, sau đó em rửa sạch và chúng ta cắt cái phần cọng cứng đi, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta trần trong nước sôi. Dạ, nha. Em sẽ lưu ý điều này. Rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chọn hoa thiên lý búp còn tươi, bỏ phần cứng và sau đó chúng ta sẽ trần sơ. Và song song khoảng thời gian đó, để món ngon của mình trong tích tắc thì anh chuẩn bị cái chảo có dầu ăn không biết để làm gì đây? Để anh chiên mực. Yeah. Ừ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chiên phần mực này trước nè. Yeah. Em phải nhớ cho anh điều nè, là chúng ta phải chiên nhanh, để nếu không thì mực sẽ bị đắng đó. Dạ, yeah, em sẽ lưu ý điều này. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ chiên mực nhanh để vừa vàng và vớt ra, bởi vì nếu chiên lâu quá thì mực sẽ bị đắng. À, sau khi mà mực em đã chiên rồi đó thì em phải lấy giấy này em chậm bớt cho nó khô phần dầu để lát chúng ta trộn gỏi nó sẽ ngon hơn. Dạ. Bây giờ là đợi nước sôi mình trần hoa nữa là xong đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ nước sôi rồi nè, mình sẽ cho vào trong này nửa muỗng hạt nêm. Dạ. Ăn sẽ ngon. Dạ. Sau đó em sẽ cho phần hoa thiên lý này vào, chúng ta trần sơ qua. Em vớt ra được chưa anh Nhân? Được rồi đó. Wow. Nó đều thôi. Xanh mát thôi, xanh mát quá. Rồi chúng ta sẽ cho qua liền thau nước đá để cho phần bông chúng ta xanh và giòn hơn. Anh Nhân ơi, mực á, thì chúng ta cũng chiên rồi, hoa thiên lý thì cũng đã trụng rồi. Bây giờ thì mình làm cái gì nữa ha anh? Bây giờ mình sẽ làm nước trộn gỏi, rồi mình trộn gỏi là xong. Dạ. Ừ. Bây giờ mình sẽ lấy một cái chén nè, sau đó em cho phần giấm gạo vô theo công thức 3 muỗng nha em nha. Dạ, 3 muỗng giấm gạo Lisa. Ừ, em cho thêm vào đây. Rồi, sau đó em cho đường vô nè. Mình cho 2 muỗng đường. Dạ. Rồi, mình khuấy sơ sơ lên trước. Tiếp theo em cho 2 muỗng nước mắm vào. Dạ. Em quậy đều, sau đó em cho vào tỏi nha. Dạ. Ớt băm. Nước trộn gỏi xong. Bây giờ mình chuẩn bị một cái tô để mình trộn. Dạ. Em cho cái phần hoa thiên lý đã được trần sơ cho vào trước. Sau đó cái phần húng lủi nè. Kế đến em cho phần hạt điều, em chừa là một ít để lát mình bỏ lên mặt á. Dạ. Rồi, hành phi nè. Dạ. Cũng chừa là một tí. Rồi, bây giờ em cho nước trộn gỏi vô giùm anh. Dạ. Mình cho từ từ hay là cho hết luôn ha anh? Cho từ từ em. Dạ. Rồi, cho anh trước 2 muỗng ha. Bây giờ anh trộn lên trước nè. Rồi, tiếp nữa đi em. Rồi. Sau đó em mới cho cái phần mực đã chiên rồi á. Dạ. Em cho vào. Ổn ha, em trộn luôn. Rồi, em thấy không, mực nó giòn giòn. Dạ. À, em kết hợp với hoa thiên lý ăn rất là ngon. Em cho phần hoa thiên lý vào giữa và phần mực. Mình có phần cà chua bi, em sẽ gắn vào bên này ở 4 góc cho nó đẹp. Rồi, phần hạt điều rang em đã lên trên mặt này. Hành phi cũng vậy. Ớt sắc sợi. Cuối cùng là một cọng húng lủi. Hoan hô anh Nhân, chỉ trong tích tắc là chúng ta đã có một món ăn nhìn rất là xanh mát như thế này. Mà em không biết là món này có ngon không anh Nhân ha?
không biết nữa. Bây giờ anh phải cho em thử. Bây giờ anh sẽ gắp cho em nè. Em thử nè. Dạ, cảm ơn anh Nhân. Ừ. Hoa Thiên Lý thì giòn giòn, mực thì ngọt. Đặc biệt là công thức pha nước trộn với lại giấm gạo Lisa ăn thật là tuyệt vời luôn. Món ngon. Trong tích tắc. Cảm ơn anh Nhân đã hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả một món ăn ngon trong tích tắc nha. Chẳng những anh đem đến cho em một bữa ngon xanh mát nè, mà anh còn khuyến mãi cho em thêm hai câu thơ nữa đó. Ừ, hai câu thơ nữa ha anh Nhân. Bây giờ anh đọc cho em nghe nè. Dạ. Tóc em dài em cài hoa thiên lý, miệng em cười anh để ý anh thương. Ôi em chịu đó anh Nhân ơi. Anh đùa thôi mà. Quý vị khán giả thân mến, những giây phút của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúng tôi luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị những món ăn ngon. Đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Nhân xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.